quý vị và các bạn, mỗi năm cứ đến dịp Tết Trung Thu thì những người làm nghề sản xuất đồ chơi Trung Thu truyền thống ở xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ lại tất bật tích cực khẩn trương với những công đoạn sản xuất những món đồ chơi dân gian truyền thống vốn đã gắn liền với thời thơ ấu của rất nhiều người. Là một công việc đòi hỏi nhiều công đoạn thủ công tỉ mỉ, song thu nhập lại không cao. Thêm vào đó là chịu nhiều áp lực từ thực trạng hàng Trung Quốc được bày bán tràn lan nên nhiều hộ đã ngừng sản xuất. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề và với mong muốn gìn giữ nghề truyền thống mà cha ông để lại, tại xã Liêu Xá hiện vẫn còn những người đã gắn bó gần nửa thế kỷ với nghề làm đồ chơi Trung Thu truyền thống này. Chiếc đèn ông sao sáng năm cánh tươi màu, toàn đầy rất dài can cao quá đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan. Cháu chào chú ạ. Chú Hậu ơi, được biết là hộ gia đình nhà chú là một trong những hộ còn rất là ít trong làng lưu giữ được cái nghề truyền thống này. Thì chắc là chú cũng gắn bó với nghề từ ngày còn rất nhỏ đúng không ạ? Gia đình tôi thì có nghề truyền thống này là đến đời tôi là khoảng 6-7 đời từ các cụ để lại cho nghề. Thế nhưng xưa kia thì cả làng tôi là cùng làm cái nghề đèn này, nó vui lắm. Thế nhưng đến bây giờ thì các cháu nó đi công ty, còn mình gia đình tôi sản xuất cái đèn ông sao này thì tôi được gắn bó với cái đèn này thì từ lúc tuổi ấu thơ nhỏ thôi, nhưng đến từ khoảng 10 tuổi là bắt đầu tôi thực hành, tôi đã bắt đầu vào làm được ra những chiếc đèn ông sao này rồi. Điều gì khiến chú đam mê cái công việc này như vậy ạ? Với cái tấm lòng yêu trẻ, tôi rất là quý trẻ, cho nên tôi đam mê giữ lại cái nghề truyền thống của ông cha này để truyền cho thế hệ trẻ. Và cho mỗi một mùa Trung Thu đến, mỗi một cháu nhỏ cầm chiếc đèn ông sao hát bài chiếc đèn ông sao là lòng tôi cảm thấy trẻ trung ra bao nhiêu. Làm cái đèn này khoảng 10 năm công đoạn thì mới hoàn thiện một cái đèn. Công đoạn tôi cảm thấy khó khăn nhất là cái vót văng như thế này để được cho vào một cái đèn là rất là đơn giản, nhỏ nhất thì lại nó là cái khó khăn nhất. Cái đó thì có thể đứt cả tay, có thể đổ máu đấy. Thế nhưng cũng là những cái công đoạn tỉ mỉ để được thành một chiếc đèn thế này là hoàn thiện được đến tay các cháu là tôi rất là vui. Xưa kia khó khăn trang trí nên một cái đèn này thì với chỉ có bằng một giấy màu nhuộm lại và để thành nên một chiếc đèn. Thế nhưng thời nay thì với khoa học hiện đại thì tất cả các thành phẩm trên một cái đèn này là toàn bộ bằng công nghệ tiên tiến, giấy bóng kính, thay đổi so với ngày xưa nhiều nhiều lắm ạ. Hàng năm thì nhà mình xuất bán ra thị trường ấy khoảng tầm bao nhiêu chiếc đèn như thế này ạ? Với một năm gia đình tôi thì sản xuất ra được khoảng 10.000 chiếc đèn ông sao như thế này. Thế để cho ra thị trường thì với cái chiếc nhỏ nhất là giá từ 10.000 đồng cho đến các sản phẩm to như vậy như thế này thì là 500.000 đồng một chiếc, sản xuất ra bao nhiêu cũng không được cung cấp cho thị trường cái mùa Trung Thu hàng năm. Chú Đông ơi, chú có thể chia sẻ cho khán giả truyền hình Hưng Yên được biết là nghề này có từ bao giờ ạ? Cái này nghề là có lâu rồi, có từ năm 60. Từ khi mà tôi còn nhỏ mà đây hình thành hợp tác xã làm trống. Thời kỳ thịnh vượng nhất là phải có tới 20 nhà làm. Thời điểm hiện tại thì trong làng mình còn khoảng bao nhiêu hộ làm nghề ạ? Nếu thời điểm hiện tại như bây giờ ấy, thì trong làng còn khoảng 8 đến 9 gia đình. Nói về gắn bó công việc này thì từ cái ngày mà hợp tác xã làm trống thì gia đình tôi, ông bố tôi đã làm trống rồi. Thế khi mà hợp tác xã tan rã thì gia đình lại gìn giữ lại thì vẫn làm cái nghề trống, vẫn làm trống. Và vấn đề làm mặt tẻo này. Thế mà kim về sau này thì cái đồ chơi dân gian của trẻ em thị hiếu dần lên thì phải nghĩ thêm một cái số đồ chơi khác. Thì hiện tại thì có rất là nhiều ngành nghề để phát triển kinh tế ra hộ gia đình. Thì tại sao mà chú lại có thể gắn bó với cái nghề này lâu như vậy ạ? Gia đình tôi gắn bó cái nghề này không phải gắn bó với cái chạy đua theo kinh tế. Nếu chạy đua theo kinh tế thì làm nghề này thì không làm được, vì kinh tế thu nhập rất thấp. Nhưng mà phát triển là cái yêu nghề của mình. Đấy. Yêu nghề của mình mà để cho phục vụ cái đồ chơi cho trẻ em. Cái thu nhập thì nó không đáng kể nhưng vẫn đảm bảo được mức sống. Quy trình làm cho ra một cái sản phẩm ví dụ như là cái mặt nạ như này thì mất có nhiều công đoạn, nhiều thời gian không ạ? Nếu nói về gia đình tôi hiện nay là mẫu mã nó có khoảng gần 30 loại. Thế thì mỗi một hình ý, thì phải ứng với một cái khuôn mẫu của một con vật. Đấy. Thì cho nên là mỗi một cái mẫu thì chỉ ra được con vật đó thôi. Được. Chứ không thể một cái mẫu ra được hai con vật được. Thế việc làm cái này thì quy trình nó không khó đâu. Đầu tiên là anh phải qua cái bước đầu này anh phải có cái khuôn.
có khuôn rồi thì cái bước thứ hai là phải tạo được cái mặt nạ thô bằng giấy trắng khi phơi khô đấy, từ đống này đấy phải tạo được cái mặt nạ nó bằng giấy bằng trắng khô kia. Cái bước thứ ba nữa là bắt đầu mới đưa vào sơn, sơn khô đi rồi bắt đầu bước thứ tư bắt đầu mới đưa vào, cuối cùng là mới vẽ hoàn thiện thể hình được các con vật, nó phải qua bốn bước như vậy. Nguyên liệu làm này nó bằng làm giấy. Vâng. Giấy và cái chất cái dính nó nằm ở hồ, cái hồ này nó nằm bột sắn hòa ra mình nấu chín để làm cái chất keo. Thế cái giấy này là giấy tận dụng, ví dụ cái giấy báo mà đọc xong rồi, hay rồi cái giấy bìa cắt tông này, những cái giấy sai nỗi này nó cái quy trình người ta làm sai hư hỏng người ta bán. Thế thứ ba là cái giấy trắng thì cũng không phải giấy trắng tinh đâu, nó cái giấy người ta cũng đi mua, cái người đi mua phế liệu người ta mua cái giấy cái tập bản vẽ mà người ta đã sử dụng thi công rồi người ta bán cho mình. Thì hoàn toàn là cái giấy tận dụng trong dân gian. Mặc dù được làm hoàn toàn bằng thủ công, nhưng như quý vị cũng đã thấy là những chiếc mặt nạ này được vẽ ra khá đồng đều, màu sắc thì tươi sáng bắt mắt và những cái nét vẽ thì mộc mạc hồn nhiên hóm hình, rất có hồn, mang đậm nét truyền thống. Nếu năm ngoái tôi bán với giá trị mà cái số sản phẩm tôi nói ước tính là khoảng 10.000 cái, thì năm nay nhà tôi đã bán đến 12.000 cái rồi. Hiện nay tôi vẽ không kịp để cho người ta ủng hộ. Tôi là con của bố Đông ở đây thì tôi sinh ra và lớn lên và tôi đã biết thì làng nghề này đã có rất là lâu đời. Lúc tôi còn đi học tôi đã ra tôi tập làm và đến bây giờ thì tôi cũng theo bố tôi làm theo cái nghề này. Và cái nghề này thì tôi làm thì tôi thấy nó rất là ý nghĩa. Tết Trung Thu của các cháu thường thường phải có những đồ chơi dân gian, đồ chơi Trung Thu như đèn ông sao mà chú tễu mặt nạ thì nó có ý nghĩa trong cái Tết Trung Thu. Tôi cũng đam mê và tôi theo bố tôi làm cái nghề này. Bố tôi cũng già rồi thì tôi cũng kế cận lưu giữ lại những truyền thống của gia đình và của làng nghề ông Hảo. Định hướng gia đình nhà tôi phấn đấu làm sao cho các con, các trường, các nơi thập phương đến để trải nghiệm, để xem làng nghề của ông Hảo và xem gia đình nhà tôi sản xuất như thế nào, và có thể là tương lai mà xa nữa có những tour du lịch đến tham quan và trải nghiệm làng nghề. Cũng giống như gia đình ông Đông, bà Vũ Thị Là cũng là người có thâm niên làm đồ chơi Trung Thu truyền thống, và để làm ra được một chiếc trống như thế này đòi hỏi không chỉ là kỹ thuật của đôi bàn tay mà còn là sự tâm huyết, sự trăn trở với nghề để cho công việc này có sức sống lâu bền hơn. Thưa bà, để làm ra được một chiếc trống thành phẩm như thế này thì bà đã phải trải qua những cái công đoạn như thế nào ạ? Để mà làm ra thành phẩm cái trống thì chúng tôi phải đầu tiên là phải chuẩn bị là mua gỗ về xong là tiện phơi, phơi nó khô xong rồi là mới sơn một nước rồi mới mang đóng. Nhưng mà nói chung là cũng phải chuẩn bị cả da. Thế da cũng phải làm da cho nó được lắng thì là nó mới cái da nó mới đóng bưng nó mới kêu. Thì là phơi được cái gỗ này khô rồi thì sơn một lượt xong là mang đóng. Thế đóng xong thì là lại phải sơn lại một lượt nữa thì là mới hoàn thiện được một cái trống. Nghề trống này của chúng tôi thì trước thì làng người ta cũng làm nhiều, nhưng mà bây giờ thì chỉ có vài nhà làm thôi, vì lý do là đầu tư vốn thì nó cũng hơi nhiều, một năm mới thu được thì thành ra là cũng không làm nhiều nữa. Chúng tôi thì vẫn yêu nghề vì lý do là cái nghề trống này là nghề truyền thống của gia đình cũng như là của thôn xóm. Thì chúng tôi cũng phải giữ lấy cái nghề này để mà cho con, cho cháu, rồi cho bản thân mình làm cho nó tạo điều kiện cho các con, các cháu có công ăn việc làm. Vâng, thì trong các quy trình này thì công đoạn nào là quan trọng? Công đoạn thì phải phơi cái tang trống là phải thật là khô. Thế xong là bưng vào thì bưng mình cũng phải là sảm cái trống cho nó kỹ. Thì nó kỹ thì nó có cái độ căng cái mặt trống ra thì là nó mới kêu được. Còn mình sảm kém thì cái độ mặt trống nó chưa được căng thì là cái tiếng kêu của nó kém. Tiếng trống như thế này là đã đảm bảo chất lượng chưa bà? Và hoàn thiện được cái trống như này là được rồi. Cái giá bán ra thị trường là cái này khoảng bao nhiêu tiền ạ? Giá bán ra thị trường cái này là 20.000. Nó nhiều loại lắm. Tùy theo, cũng có cái 150, cũng có cái 100, cũng có cái thì 70-80. Mỗi dịp Tết Trung Thu đến thì hội nhà mình cung cấp ra thị trường khoảng bao nhiêu chiếc trống như thế này ạ? Thì mỗi một vụ Trung Thu này gia đình nhà tôi sản xuất được độ 15.000 chiếc trống to nhỏ, bán các tỉnh Đà Nẵng rồi là Huế rồi là Hải Phòng rồi Bắc Giang, Bắc Ninh. Tôi thấy sản phẩm đấy đa dạng và các mức giá khác nhau, các mẫu mã cũng đẹp,
bắt mắt thì không có thể tiếp cận được nhiều tệp khách hàng, từ trẻ con, người lớn, để nói chung là các tệp khách hàng đều có thể sử dụng được. Sau khi bỏ thời gian qua thăm làng nghề thì tôi thấy đây là cái trải nghiệm rất thú vị của tôi. Ông ánh hương rất là đẹp đúng không? Đấy. Hiện nay xã Liêu Xá thì nghề làm đồ chơi trung thu thì hiện còn một số hộ gia đình vẫn gắn bó với nghề, như nghề làm trống, nghề làm mũ sư tử và nghề làm mặt lạ các con vật. Ở thôn Liêu Xá thì cũng còn một hộ sản xuất đèn ông sao phục vụ Tết Trung Thu. Và để gìn giữ và phát huy là nghề truyền thống của địa phương thì Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã tuyên truyền và động viên các gia đình phát triển nghề truyền thống để giữ gìn theo hướng du lịch trải nghiệm. Đây cũng là cách để quảng bá sản phẩm của làng nghề và nâng cao thu nhập cho người dân. Một mùa trung thu nữa lại về, những món đồ chơi dân gian truyền thống từ ngôi làng nhỏ đang được đưa đi khắp mọi miền của đất nước. Mặc cho những tác động của kinh tế thị trường, nơi đây những mạch nguồn văn hóa dân gian vẫn đang được nối dài bởi những đôi bàn tay và sự tâm huyết của những người làm nghề ở xã Liêu Xá đã góp phần để trung thu thêm đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Những đêm trông trăng phá cỗ đêm rằm đầy ắp những kỷ niệm đẹp trong mỗi tâm hồn trẻ thơ. Chiếc đèn ông sao sáng ngăm cánh tươi màu, con đầy rất dài can cao quá đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang, đèn sao tươi màu của đêm rằm liêu.